Việt Nam, U20 Palestine, bài test chất lượng cho vòng loại U20 châu Á. Để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam đang có những sự chuẩn bị chu đáo nhất. Sau cứ duyệt tại giải U19 quốc tế, U20 Việt Nam đã có thời gian nâng cao trình độ với chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Tinh thần và lực lượng trong tay huấn luyện viên Đinh Thế Nam đều ở mức tốt nhất. Đối đầu U20 Palestine, U20 Việt Nam sẽ hoàn thiện nốt những mảng miếng chiến thuật của mình. Đón xem U20 Việt Nam, U20 Palestine, 19 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2022 tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Và trọng tài thứ tư là ông Nguyễn Ngọc Tùng. Đối thủ của chúng ta ngày hôm nay là U20 Palestine, đội bóng vừa đạt được thành tích top 4 của giải U20 quốc tế Ả Rập. Một đội hình được đánh. Đối thủ của chúng ta ngày hôm nay là U20 Palestine. Đội bóng vừa đạt được thành tích top 4 của giải U20 quốc tế Ả Rập. Một đội hình được đánh giá rất mạnh và số 3 là cái tên rất đáng lưu ý trong đội hình của U20 Palestine. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với lễ chào cờ của hai quốc gia. TV size to, xả kho không lo về giá. Duy nhất trong 10 ngày từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2022. Android TV mới nhất 2022, thiết kế tràn viền ba cạnh, điều khiển bằng giọng nói, giảm tới 50%, tặng phiếu mua hàng 2,8 triệu đồng. Smart TV 4K 55 inch QX, 55 UT 7000X, giảm 45%, giá siêu sốc 9.990.000 đồng. Smart TV 4K 70 inch QX, 70 UT 7000X, giảm 47%, giá siêu sốc 15.990.000 đồng. Thank you.
Bạn thân mến, chúng ta vừa đến với lễ khai mạc ngắn gọn và cùng với đó là lễ trao cờ của hai quốc gia Palestine và Việt Nam. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với đội hình ra sân của U20 Việt Nam trong trận đấu rất quan trọng với U20 Palestine. Chấn dứt khung thành của U20 Việt Nam trong trận đấu này là thủ môn Đoàn Huy Hoàng, mà áo số 18 đến từ Viettel, 2005 đến từ lò tạo PVF. Bộ đôi trung vệ sẽ là các hậu vệ của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, Vũ Văn Sơn và Nguyễn Đức Anh. Đó đều là những cầu thủ thuộc thế hệ sinh năm 2003. Đội hình của huấn luyện viên Đinh Thế Nam ra sân với sơ đồ 4-3-3. Người chơi thấp nhất của hàng tiền vệ là cầu thủ Nguyễn Thái Sơn đến từ Thanh Hóa, và hai cầu thủ chơi tấn công đó là Nguyễn Văn Tú và Khuất Văn Khang. Hai cầu thủ này đều là những cầu thủ thuộc thế hệ sinh năm 2003 của lò đào tạo Viettel. Trang tấn công của U20 ngày hôm nay, người chơi cao nhất trang tấn công là Nguyễn Quốc Việt, tiền đạo mang áo số 9, tiền đạo nổi danh của bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm gần đây. Tiền vệ cánh trái sẽ là Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ đến từ câu lạc bộ trẻ của Quảng Nam, và cánh phải sẽ là Nguyễn Anh Tú, tiền vệ nhỏ con của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Như vậy ngày hôm nay, trụ cột của đội tuyển U20 Việt Nam sẽ là các cầu thủ của câu lạc bộ Viettel. Có tới 4 cầu thủ Viettel xuất hiện trong đội hình chính thức. Ngoài ra thì có tới 3 cầu thủ đến từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, 1 cầu thủ đến từ PVF, 1 cầu thủ đến từ Nutifood và 1 cầu thủ đến từ Thanh Hóa, 1 cầu thủ nữa đến từ Quảng Nam. Trong khi đó thì ngày hôm nay, đội hình ra sân của các cầu thủ Palestine cũng có những gương mặt hết sức chú ý. Đáng kể nhất là hậu vệ bên trái Jama Abadurin, người lúc này đang thi đấu tại Bulgaria cho câu lạc bộ Zorova Dolina. Đội trưởng của Palestine là người chơi cao nhất trang tấn công của đội bóng này, cầu thủ mang tên Mohamed Sandura. Như đã nói, điều khiển trận đấu này sẽ là tổ trọng tài được đánh giá rất cao ở thời điểm này của Việt Nam. Trọng tài chính là trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà, trợ lý số 1 Trương Đức Chiến cũng là cờ vàng FIFA. Đây là huấn luyện viên Đinh Thế Nam, hiện nay là huấn luyện trưởng của U20 Việt Nam, và ông vẫn đang công tác tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Người cũng đã có được những thành tích hết sức ấn tượng ở mùa giải năm nay, dẫn dắt U23 vô địch U23 Đông Nam Á, dẫn dắt U19 cũng là nòng cốt bởi những cầu thủ này vô địch giải U19 quốc tế tổ chức tại Bình Dương. Đây là huấn luyện viên Husam Yunis, huấn luyện trưởng của U20 Palestine. U20 Việt Nam đã có khoảng 14 ngày tập huấn tại Nhật Bản và họ đã có 3 trận đấu giao hữu tại đất nước mặt trời mọc. Những trận đấu có thể nói là rất hiệu quả bởi vì đó là những đội bóng, những đối thủ, những thuốc thử cực mạnh. Đội tuyển U20 Việt Nam đã thất bại trước U20 Nhật Bản với tỷ số 0-5 trong trận đấu giao hữu đầu tiên diễn ra vào 17 tháng 8. Trận đấu diễn ra vào ngày 22 tháng 8, trận giao hữu thứ hai, thì U20 Việt Nam đã thất bại trước U18 Cerro Osaka với tỷ số 5-3. Như vậy là trận đấu đã chính thức bắt đầu, và trong hiệp đấu đầu tiên này thì các cầu thủ chủ nhà sẽ ở phần sân bên phía tay trái màn nhỏ của quý vị và các bạn. Vừa rồi là pha xử lý của Vũ Văn Sơn. Bộ đôi trung vệ của các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ là đôi bạn thân rất thân đến từ đội tuyển U19 của câu lạc bộ Hà Nội, Vũ Văn Sơn và Nguyễn Đức Anh. Đó là pha xử lý của Đức Anh. Đây là Văn Sơn. Bộ đôi này cũng đã chơi với nhau khá nhiều trong màu áo của U19 Hà Nội, và đặc biệt là cả những trận đấu ở U19 Việt Nam. Đức Việt, nỗ lực tạt bóng của Quốc Việt. A world without us won't just mean a world without honey. S
sau khá nguy hiểm với các tiền vệ của U20 Việt Nam. Văn Sơn, pha xử lý không thành công của Văn Tú, tiền vệ trung tâm của U20 Việt Nam đến từ câu lạc bộ Viettel. Lúc này thì cả hai tiền vệ tấn công của U20 Việt Nam đều là những người đến từ câu lạc bộ Viettel, họ thuộc lứa cầu thủ sinh năm 2003. Bảo Long đang là cầu thủ ít tuổi nhất trên sân lúc này. Đây là cầu thủ trẻ sinh năm 2005 của lò đào tạo PVF. Đường truyền vừa rồi là đường truyền bất cẩn của Vũ Văn Sơn và chúng ta đã nghe thấy những sự nhắc nhở. Giải hạng nhì toàn quốc cùng với đội trẻ PVF của Bảo Long. Ở câu bộ trẻ Quảng Nam thì Đình Bắc chơi tiền vệ trung tâm, nhưng ở trong trận đấu này thì Đình Bắc đang được đặt ở vị trí tiền vệ tấn công bên trái. Những pha phối hợp rất nhịp nhàng của các cầu thủ U20 Palestine và cắt bóng quá hay của Vũ Văn Sơn rất bình tĩnh. Đây là Thái Sơn, tiền vệ mỏ neo của U20 Việt Nam, cầu thủ đến từ đội trẻ của Thanh Hóa. Văn Tú chính là cầu thủ đã ghi bàn trong trận đấu tại giải U19 quốc tế, giúp cho U19 Việt Nam dẫn trước U19 Malaysia. Quốc Việt không vào, bóng đi sát dàn cột dọc bên phía tay trái thủ thành Arafat của Palestine. Một tình huống mà các cầu thủ U20 Việt Nam đã chớp thời cơ rất nhanh. Người đã bắt bài và cắt đường truyền của Palestine là Khuất Văn Khang, và người đã chớp thời cơ tung ra tình huống dứt điểm rất nhanh bằng chân trái là Quốc Việt. Một tình huống dứt điểm sở trường của Quốc Việt, rất tiếc là bóng lại đi chạy cột dọc trong gang tấc mà thôi. Tình huống vào bóng quá mạnh của các cầu thủ U20 Palestine. Tình huống sau đó thì lại là một pha phối hợp quá vội vàng của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Tiền vệ số 10 Quais Alatap đang cho thấy được tầm quan trọng khu vực tuyến giữa của cầu thủ Palestine. Đức Anh, Đình Bắc,
Khuất Văn Khang. Khuất Văn Khang chính là cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu U19 quốc tế được tổ chức tại Bình Dương. Màn trình diễn chói sáng của đội trưởng Khuất Văn Khang cùng với thủ môn Đoàn Huy Hoàng. Lúc này thì trong đội hình chính của các cầu thủ U20 Việt Nam có 4 cầu thủ đến từ câu lạc bộ Viettel, và đó đều là những cầu thủ thuộc lứa sinh năm 2003. Những cầu thủ này khi còn tập ở Viettel thì cũng đã được làm quen và tập luyện với huấn luyện viên Đinh Thế Nam một thời gian. Thế nên huấn luyện trưởng của U20 Việt Nam rất hiểu về những cầu thủ này và ông rất tự tin khi sử dụng những cầu thủ của Viettel trong đội hình. Sắp tới thì huấn luyện Đinh Thế Nam sẽ có cơ hội được làm việc với những người học trò cũ tại PVF, những cầu thủ thuộc lứa sinh năm 2003 và 2004 của Phố Hiến, trưởng thành từ PVF sẽ được tập trung trong khoảng thời gian sắp tới. Quais vẫn là Quais. Quais Hà Tát đang cho thấy được anh là cầu thủ nguy hiểm nhất ở khu vực giữa sân của Palestine, hoạt động rất năng nổ, nhanh nhẹn và kỹ thuật bên phía hành lang cánh trái theo hướng tấn công của đội khách. Liên tục có những sự nhắc nhở đến từ huấn luyện viên Đinh Thế Nam dành cho các cầu thủ trẻ. Lúc này thì Palestine đang chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Bộ đội tiền vệ trung tâm của họ là số 21 Tarek Suleiman và số 6 Quais Taha. Rất tốc độ. Đó là tình huống lên biên của Iazas. Tràng ngược tuyến 2. Không được. Sự lăn xả của Hồng Phúc trong tình huống vừa rồi đã cứu thua cho U20 Việt Nam. Trước đó là một pha bóng mà Bảo Long đã bị đánh bại bởi tốc độ của Iazas Saras. Người đã có tình huống tiếp ứng Iraq là đội trưởng Mohamed Saduka. Khuất Văn Khang. Trước khi Khuất Văn Khang được biết đến với màn trình diễn trong các màu áo của các tuyến trẻ quốc gia, thì cầu thủ sinh năm 2003 cũng đã được đánh giá rất cao trong những màu áo trẻ của câu lạc bộ Viettel. Người đã từng vô địch U13 trong màu áo Viettel, vô địch U17 trong màu áo Viettel. Đình Bắc. Rất tiếc là đường truyền cuối cùng của Đình Bắc cho Bảo Long lại không thành công. Nhưng ngay sau đó Đình Bắc đã rất quyết tâm và giành lại bóng một cách vừa hiệu quả vừa đẹp mắt. Văn Tú, Anh Tú rất nhịp nhàng. Sau những phút đầu hơi chệch choạc thì các cầu thủ U20 Việt Nam đã dần lấy lại được cảm giác thi đấu. Cùng với đó là họ đã cầm nhịp và phối hợp với nhau một cách tốt hơn. Khuất Văn Khang. Đình Bắc là một cầu thủ thuận chân phải. Lúc này thì em đang được đặt vào vị trí tiền vệ biên trái. Thế nên hầu hết tất cả những tình huống tấn công bên phía cánh trái của U20 Việt Nam, Đình Bắc sẽ thu vào trong để nhường đất cho Bảo Long trồng biên. Không nên thực hiện những tình huống chuyền bóng bổng với hàng phòng ngự có thể rất tốt của các cầu thủ U20 Palestine. Lúc này trung vệ của họ là số 5 Jose Alusbahi và số 20 Khalid Enhawar. Cả hai đều có thể hình rất tốt. Trong đội hình của U20 Palestine có một số cầu thủ đang tập luyện và phát triển bóng đá ở châu Âu. Trong đó có thủ thành Karim Cheikh-Kassem lúc này đang tập tại Metz của Pháp. Anh chàng này thì lúc này đang góp mặt trên băng ghế dự bị. Ngày hôm nay thì U20 Palestine không có được cầu thủ được đánh giá là tài năng nhất của bóng đá trẻ Palestine. Đã có tình huống đẩy sau, không có lỗi, nguy hiểm. Rất may là Thái Sơn đã hỗ trợ tuyệt vời cho các cầu thủ phòng ngự của U20 Việt Nam. Một pha bóng mà tưởng chừng như U20 Việt Nam đã phải nhận bàn thua đầu tiên. Nhanh hơn nữa, Hồng Phúc, Văn Tố,
Phát Văn Khang không được. Cầu thủ Palestine áp sát rất nhanh và họ vào bóng cũng rất mạnh. Trong tình huống tấn công trước đó của đội bóng áo trắng thì đó là một pha bóng mà các cầu thủ phòng ngự của U20 Việt Nam đã tranh chấp hơi hợt, đã có tác động đến từ phía sau của đội bóng áo trắng nhưng trọng tài không thổi phạt. Văn Sơn khá hay, anh Tú kịp không? Vẫn là anh Tú. Văn Tú đang xin bóng nhưng anh Tú quá mải mê với tình huống đột phá cá nhân. Văn Tú, Hồng Phúc không được, quả tạt không đến được vị trí của đồng đội. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì Thái Sơn đã chọn vị trí và thu hồi bóng hai rất tốt. Để chuyển bóng là Đức Anh, muốn chuyển bóng hơi mạnh. Đã có sự nhắc nhở đến với Nguyễn Văn Tú trong tình huống chạm phạm lỗi trước đó của tiền vệ Mã số 8 bên phía đội tuyển U20 Việt Nam. Bảo Tú con lắc nhanh đi, chân trái lắc vào trong chứ Tú con ơi. Phát Văn Khang, Quốc Việt. Điểm! Không được. Rất tiếc cho pha xử lý vừa rồi của anh Tú. Lẽ ra anh Tú phải dứt điểm ngay nhưng bóng lại rơi vào cái chân phải, chân không thuận của tiền vệ áo số 7 bên phía U20 Việt Nam. Và tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã có một tình huống xử lý không thành công. Đường truyền của Khất Văn Khang hướng đến vị trí của Quốc Việt nhưng Quốc Việt bị lỡ đà, và may mắn thì vẫn còn anh Tú ở vị trí đó. Khống chế bước một không tệ nhưng tình huống dứt điểm sau đó thì lại không tốt. Tình huống dứt điểm ở tư thế với và đứa đã trả bóng đi quá cao so với khung thành của U20 Palestine. Nếu như đó là một tình huống hướng vào chân trái, chân thuận của anh Tú thì rất có thể đó sẽ là một tình huống dứt điểm một chạm của tiền vệ Mã số 7 bên phía U20 Việt Nam. Trong danh sách 25 cầu thủ được tập huấn tại Nhật Bản 2 tuần vừa qua, có rất nhiều những cầu thủ nguy hiểm đang có những sự chệch chạc đến từ hàng phòng ngự và các tiền vệ phòng ngự của U20 Việt Nam. Rất nguy hiểm. May mắn là sức ép đã tạm thời qua đi trước khung thành của U20 Việt Nam. Và rất tiếc những sức ép đó lại đến từ những tình huống xử lý không hợp lý của các cầu thủ trẻ của chúng ta. Liên tục là những đường truyền hỏng, liên tục là những pha xử lý mạo hiểm không cần thiết đến từ các cầu thủ phòng ngự. May mắn là U20 Việt Nam chưa thua trong những tình huống mất bóng vừa rồi. Và cũng phải nói thêm rằng các cầu thủ U20 Palestine cũng chưa thực sự bắt được nhịp của trận đấu. Họ đã có rất nhiều cơ hội nhưng cũng đã chần chừ và để cho cơ hội qua đi. Đây là cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía U20 Palestine, Jama Abodorin, cầu thủ đang được đào tạo tại châu Âu trong màu áo của bộ Zoronva Dolina ở Bulgaria. Vũ Văn Sơn, rất nhiều những đường truyền hỏng. Cầu thủ U20 Việt Nam đang mất bình tĩnh, họ đang hơi vội vàng trong những tình huống phát động tấn công từ phần sân nhà. Lần này thì Văn Tú đã làm tốt tình huống pressing. U20 Palestine rất nhanh nhẹn, rất nhịp nhàng. Nguy hiểm, không có lỗi việt vị. Người băng xuống là Quaid. Không vào. Không hiểu vì sao Quaid Al-Hattab đã dứt điểm ra ngoài trong pha bóng này. Một pha bóng mà Palestine đã thực hiện một tình huống cắt bóng và chuyển đổi quá hay, tạo nên một tình huống để số 10 bên phía đội khách đối mặt với thủ thành Đoàn Huy Hoàng. Góc sút rất rộng, Đoàn Huy Hoàng đã đổ người bắt bài ở góc xa. Nhưng Quaid thì đã chủ động dứt điểm vào góc gần. Nhưng tình huống dứt điểm của anh thì thực sự là quá tệ. Đều lên sân.
ở một vị trí và một tư thế thoải mái để thực hiện một cú cứa lòng nhẹ nhàng vào góc hẹp. Và khống chế bóng rất hay của anh Tú. Dứt điểm. Đá cong. Ngay sau khi U20 Palestine có được cơ hội đến từ Qais Ahatab thì cầu thủ U20 Việt Nam cũng đã trả lời bằng một tình huống dứt điểm chất lượng của anh Tú. Cú đá theo kiểu crackball của anh Tú khiến trái bóng bay căng và lạng. Thủ thành Arafat Jahat đã phải vất vả để cứu thua. Hy vọng rằng những pha bóng như vừa rồi sẽ giúp cho tinh thần và sự tự tin trở lại với các học trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Chúng ta đang cảm nhận được họ có những sự lúng túng nhất định trong khoảng gần 20 phút đã qua của hiệp đấu này. Lại thêm một đường chuyền hỏng nữa của Văn Tú. Pha xử lý tốt của Hồng Phúc. Anh Tú. Quốc Việt. Theo những thông tin của chúng tôi thì sau trận đấu này U20 Việt Nam sẽ được tăng cường rất nhiều những gương mặt chất lượng. Anh Tú. Vẫn là anh Tú. Đường chuyền hay. Không thành công giữa Văn Tú và Phất Văn Khang. Đã có lỗi của Văn Tú trong tình huống tranh chấp trước đó. Nhưng vừa rồi là một pha lên bóng tốt của U20 Việt Nam. Một tình huống triển khai khá mạch lạc từ bên phía cánh phải. Anh Tú đã có những tình huống rẽ vào trung lộ và thực hiện những đường chuyền chọc khe tương đối tốt. Thể hình và thể lực của các thủ U20 Palestine rất tốt và các thủ trẻ của chúng ta cần phải tận dụng khai thác vào những khoảng trống nhiều hơn. Đình Bắc. Bảo Long kịp không? Vẫn là Bảo Long. Khuất Văn Khang. Rất tốc độ nhưng tình huống đi bóng thì hơi lộ. Thế nên các cầu thủ phòng ngự bên phía U20 Palestine đã bắt được bài và phán đoán được hướng đi bóng của Khuất Văn Khang trong tình huống đột phá vừa rồi. Lúc này thì thành phần huấn luyện của U20 Việt Nam, huấn luyện trưởng là ông Đinh Thế Nam, người đang thuộc biên chế của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Tình huống xử lý rất nhanh nhẹn của đội trưởng Mohamed, đỗ việt vị của Qais Ahatab. Đây cùng xem lại pha bóng này. Đây là một tình huống diễn ra trước đó, một cơ hội mà đội trưởng Mohamed đã có một tình huống tỳ vai với Bảo Long, khiến cho cầu thủ trẻ của U20 Việt Nam mất bóng và sau đó tạo nên một tình huống tấn công nguy hiểm dành cho Palestine. Trọng đội Việt Đông. Quốc Việt, Văn Tú. Khá nhịp nhàng. Đó là điều mà U20 Việt Nam cần phải làm nhiều hơn nữa ở trận đấu này. Khả năng kiểm soát bóng tự tin, luân chuyển trái bóng liên tục và cố gắng khai thác vào những khoảng trống của đối thủ. Chúng ta thiệt thòi hơn đối thủ ở thể hình và thể lực, nhưng chúng ta nhanh nhẹn và khéo léo hơn. Cần hạn chế tối đa những tình huống và chạm 1-1 với đội bóng áo trắng. Họ đều là những cầu thủ có thể hình tốt và có sức mạnh vượt trội. Bảo Long. Một chuyền khá hay cho anh Tú. Rất khéo léo pha xử lý của anh Tú. Vẫn là anh Tú. Rất tiếc là đã có lỗi việt vị của Quốc Việt trong tình huống vừa rồi. Không phải lỗi việt vị là của Văn Tú, và người dứt điểm cuối cùng thì mới là Quốc Việt. Tình huống phối hợp khá hay, pha xử lý điêu luyện của anh Tú không chế bóng và gẩy bóng rất nhẹ nhàng để loại bỏ hậu vệ biên trái của U20 Palestine.
Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này một lần nữa. Văn Tú hơi vội trong tình huống dâng lên để hỗ trợ cho anh Tú trong pha bóng vừa rồi. Ý đồ chơi của các cầu thủ trẻ trong pha bóng vừa rồi là rất tốt. Chỉ có điều là thời điểm chuyền bóng, thời điểm di chuyển thì anh Tú và Văn Tú vẫn đang hơi vội, họ chưa tìm thấy nhau trong tình huống phối hợp vừa rồi. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam xuất thân là một tiền vệ hào hoa của câu lạc bộ thể công và cũng đã từng được lên đội tuyển quốc gia những năm 1991-1993 khi còn thi đấu thì huấn luyện viên Đinh Thế Nam thường được biết với cái tên là Nam Trợ bởi vì anh là người con của Hải Phòng, nhà rất gần Chợ Sắt. Tiền vệ này cũng được rất nhiều những khán giả và cũng như giới chuyên môn ngưỡng mộ bởi khả năng chơi bóng hào hoa và rất kỹ thuật. Khi còn thi đấu cho thể công thì huấn luyện viên Đinh Thế Nam thường xuyên mặc chiếc áo số 8 và chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, người rất nổi danh với khả năng truyền má ngoài càng bằng cả hai chân, má ngoài chân phải tốt mà má ngoài chân trái cũng hết sức điêu luyện. Ngay cả đến ngôi sao như danh thủ Nguyễn Hồng Sơn khi bắt đầu mới lên đội 1 từ những năm 90-91 cũng phải hết sức ngưỡng mộ khả năng kỹ thuật điêu luyện của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Yazan Bảo Long. Bảo Long có thể hình tốt, có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, cái chân trái rất khéo. Nhưng điểm yếu của em là kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Ngoài ra thì sức mạnh cũng là yếu tố mà Bảo Long cũng đang còn thiếu. Điều này hoàn toàn dễ hiểu thôi, bởi vì Bảo Long sinh năm 2005, năm nay mới có 17 tuổi. Và lẽ ra lúc này vị trí của Bảo Long đang ở đội tuyển U17 PVF thi đấu tại vòng chung kết U17 được tổ chức tại Thành Long. Bảo Long vẫn là Bảo Long, rất tự tin. Khuất Văn Khang tuyến hai, điều chuyển hơi mạnh, cũng thu hồi tốt của Thái Sơn. Điều chuyển sau đó của cầu thủ ma số 6 bên phía U20 Việt Nam thì lại chưa chính xác. Thái Sơn đang làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng, khả năng phát động tấn công, khả năng chuyền bóng của số 6 bên phía U20 Việt Nam thì sẽ còn cần phải cải thiện thêm khá nhiều. Các bạn thân mến, trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine, trận đấu giao hữu quốc tế để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á được truyền hình trực tiếp trên kênh OnFootball, một trong những kênh thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup và cũng được chúng tôi truyền tải trên các nền tảng mạng xã hội cũng như là kênh YouTube của OnSport. Lúc này thì đang có rất đông khán giả theo dõi đường live stream của chúng tôi, cùng với đó là những khán giả đang trực tiếp theo dõi kênh OnFootball trong một buổi chiều và một buổi tối tràn ngập không khí bóng đá. Cách đây ít phút thì trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 14 của Đại Quốc V-League 1 giữa Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đã khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa. Tỷ số bóng lúc này đang là 59% nghiêng về phía U20 Việt Nam. Những tình huống khống chế bóng bước 1 của anh Tú là rất chất lượng, rất ấn tượng. Văn Tú có kèo trái rất khéo. Đường chuyền hay của Văn Tú. Bảo Long bên trong có quá ít người. Văn Tú không được. Chúng ta thấy được một tình huống lùi về tuyến nghiêng rất khôn ngoan của hậu vệ biên mà áo số 2 Arjan Sakha của U20 Palestine. Cầu thủ này đã đọc được ý đồ chuyền bóng của Văn Tú và ngay lập tức thu vào tuyến nghiêng để bảo vệ cho khoảng trống phía trong khung thành thủ môn Arafat.
Palestine thực sự là một đối thủ chất lượng để U20 Việt Nam có được đợt kiểm tra sát hạch quan trọng trước khi tăng cường thêm lực lượng và những bước chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại U20 châu Á được tổ chức tại Indonesia, quốc Việt. Phát Văn Khoang, tốc độ của Phát Văn Khoang. Vừa rồi là một pha bóng mà Phát Văn Khang đã đảo cánh cho Văn Tú và xâm nhập vào nách phải trung lộ từ tấn công của U20 Việt Nam. Phát Văn Khang là một cầu thủ có tốc độ xuất phát rất tốt, nhưng trong pha bóng này thì bóng đã rơi vào chân phải, không phải chân thuận của Khang. Và số 10, đội trưởng của U20 Việt Nam đã có một quả tạt không được như ý. Anh Tú, chuyển không tốt của Hồng Phúc. Sau trận đấu này thì U20 Việt Nam sẽ được tăng cường lực lượng. Nguy hiểm, không vào, vẫn còn quốc Việt, không được. Việt hơi chậm và ngay tức các cầu thủ U20 Palestine đã áp sát, nhưng có vẻ như là các cầu thủ trẻ của Palestine đang bị ngộp sau khi mà U20 Việt Nam đã đẩy cường độ trận đấu lên rất cao. Các cầu thủ U20 Palestine mới chỉ có mặt ở Việt Nam ngày 1 tháng 9. Họ chỉ có một ngày duy nhất là ngày hôm qua để làm quen với điều kiện sân bãi và điều kiện khí hậu. Và hôm nay trận đấu đã diễn ra. Những phút đầu tiên U20 Palestine bắt nhịp tương đối tốt. Đến lúc này thì họ đang cho thấy những dấu hiệu trượt trạc. Và đây là thời điểm mà U20 Việt Nam cần phải đẩy tốc độ lên cao hơn nữa để khai thác sự trượt trạc của đối thủ. Chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy những sai sót đến từ đội bóng áo trắng. Mất bóng rất dễ. Văn Tú, Đình Bắc. Bảo Long lên quá chậm. Đình Bắc. Một tình không thành công. Đình Bắc không vào. Đó là pha cứu thua tuyệt vời của thủ thành Aravat Jarak. Phát xử lý rất nhanh của Đình Bắc trong tình huống xâm nhập và đối mặt với khung thành của U20 Palestine. Tình huống dứt điểm nhanh của tiền vệ mã số 15 bên phía U20 Việt Nam, nhưng đã bị ngăn lại bởi phản xạ xuất thần của thủ thành Aravat. Đình Bắc đã có một tình huống xử lý có thể nói là rất ấn tượng, một nỗ lực rất nhanh và pha ra chân cũng tuyệt vời. Những người xuất sắc hơn trong pha bóng vừa rồi là Arafat Jarak. Yazan, 6 lần dứt điểm, đó là con số ấn tượng của U20 Việt Nam. Trong khi đó thì các cầu thủ U20 Palestine mới có một tình huống dứt điểm ra ngoài của số 10 Quais Ahatab. Khalid Anhawa, Jose Asubahi, Abadurin, Nguyễn, không vào. Lại là một tình huống cứu thua xuất sắc của đoàn Huy Hoàng. Hàng phòng ngự của U20 Việt Nam vẫn cho thấy sự mong manh và sự non nớt, đặc biệt là ở những vị trí của các trung vệ. Lỗi thuộc về Khuất Văn Khang. Có lẽ là Khang đã để mất bóng và sau đó với nỗ lực giành lại bóng thì số 10 đã phạm lỗi. Lẽ ra trọng tài phải phạt các cầu thủ áo trắng trước trong tình huống tranh chấp trước đó với Khuất Văn Khang. Vừa rồi là cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc của Mohamed Sandukwa. Lỗi thuộc về Vũ Văn Sơn. Nhưng đoàn Huy Hoàng đã băng ra và xử lý rất nhanh. Đoàn Huy Hoàng sinh năm 2003, một cầu thủ quê ở Thái Bình. Chiều cao của Huy Hoàng
không quá ấn tượng, chỉ là 1m76 thôi, nhưng phản xạ và những pha xử lý rất tự tin, đặc biệt là khả năng ra vào và khả năng chơi chân, đó là điểm mạnh của Đoàn Huy Hoàng. Đoàn Huy Hoàng cũng không giấu giếm rằng thần tượng của Huy Hoàng chính là người đàn anh Trần Nguyên Mạnh, số 1 của Viettel trong những mùa giải vừa qua. Và lúc này thì Đoàn Huy Hoàng và Khuất Văn Khang đều là những cầu thủ trẻ 18 tuổi, 17 tuổi nhưng đã được đôn lên đội 1 của Viettel đăng ký ở mùa giải này. Các cầu thủ phòng ngự của U20 Việt Nam cần phải hết sức tập trung với pha bóng này, pha bóng mà U20 Palestine chắc chắn sẽ tận dụng ưu thế về mặt thể hình với rất nhiều những trung vệ, các tiền vệ phòng ngự cao to. Người thực hiện là bọc lót cho nhau tốt của các cầu thủ U20 Việt Nam. Đó lại là một tình huống đá phạt góc ở tầm thấp chứ không phải là tầm cao, điều mà chúng ta lo sợ. Nguyễn Đình Thế Nam đã hết sức sốt ruột đứng ra sát đường biên để nhắc nhở và chỉ đạo các học trò. Pha xử lý không thành công của tiền vệ tấn công mà số 19 Muhammad Agawaji. Trong ngày hôm qua thì câu lạc bộ BKM Bình Dương cũng đã chính thức công bố là họ đồng ý tạo điều kiện cho Bùi Vĩ Hào sẽ gia nhập U20 Việt Nam, và đó sẽ là một sự bổ sung rất chất lượng đối với hàng tấn công của U20 Việt Nam. Chúng ta biết rằng thời điểm hiện tại Đình Bắc đang phải chơi trái sở trường, đó chính là vị trí sở trường của Bùi Vĩ Hào. Bảo Long, Quốc Việt. Rất tiếc là Quốc Việt đã không mạnh dạn dứt điểm một chạm trong pha bóng vừa rồi. Tiền đạo của Học viện Nutifood GMG đã hơi cầu toàn và cố gắng khống chế lại trái bóng. Trước đó là một pha bóng mà Bảo Long đã khá khôn ngoan khi quan sát tốt hàng phòng ngự của U20 Palestine để phá bẫy Việt vị và băng xuống cách hợp lý. Có vẻ như Quốc Việt cũng đã nghĩ là Bảo Long Việt vị nên đã không thực sự sẵn sàng trong pha bóng này. Nhưng chuẩn bị tốt hơn một chút thì Quốc Việt hoàn toàn có thể tung người thực hiện cú đá vô lê một chạm. Lúc đó thì xác suất ghi bàn sẽ tốt hơn. Quốc Việt chính là cầu thủ đã ghi bàn duy nhất cho U20 Việt Nam trong những trận đấu giao hữu tại Nhật Bản. Như đã nói, đội tuyển U20 Việt Nam có 3 trận đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 12 tháng 8 cho đến ngày 26 tháng 8. Họ thất bại trước U20 Nhật Bản với tỷ số 0-5. Một trận đấu mà bàn luyện của hai đội đã thống nhất là có 3 hiệp đấu, mỗi hiệp đấu 40 phút. Hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển U20 Việt Nam sử dụng đội hình chính và chỉ thất bại với tỷ số 0-1. Hiệp 2, chúng ta cũng thi đấu tốt và tỷ số 0-1 được giữ nguyên. Nhưng ở hiệp thi đấu thứ 3, khi mà huấn luyện viên Việt Nam sử dụng những cầu thủ trẻ, những người sinh năm 2004-2005, để thử lửa thì U20 Việt Nam đã thua tan tác với 4 bàn và tổng cộng chúng ta thua trước U20 Nhật Bản với tỷ số 0-5. Trận đấu tập huấn thứ 2 là trận đấu chất lượng với U18 Cerro Osaka. Hiệp 1 cũng là hiệp đấu mà U20 Việt Nam sử dụng đội hình chính thức và Quốc Việt đã có được 2 bàn thắng trước đội tuyển U18 Cerro Osaka, đội bóng chuyên nghiệp đang thi đấu ở G-League. Nhưng ở hiệp 2 và hiệp 3 thì huấn luyện Đinh Thế Nam tiếp tục thử nghiệm với những cầu thủ trẻ và chúng ta đã thua ngược với tỷ số là 2-5. Trận đấu cuối cùng, trận đấu mà U20 Việt Nam đã gặp Đại học Osaka Sanjo. Hai hiệp đầu chúng ta hòa không đều và đến hiệp thứ 3 thì chúng ta đã thua 0-1 từ một tình huống cố định. Như vậy là cả 3 trận đấu tập huấn tại Nhật Bản chúng ta đã thua cả 3, ghi được 2 bàn và để thủng lưới 11 bàn.
thì rõ ràng đó là những đối thủ cực kỳ chất lượng, và đó sẽ là những bài test rất tốt dành cho những cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Sau trận đấu này thì U20 Việt Nam sẽ được tăng cường rất nhiều những gương mặt chất lượng. Đầu tiên là 6 cầu thủ đến từ câu lạc bộ Phố Hiến. Chính xác là 7 cầu thủ. Ở hàng phòng ngự thì có Trần Ngọc Sơn và Nguyễn Hiểu Minh. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa cơ hội rõ nét nhất của U20 Palestine. Tình huống băng xuống rất nhanh của đội trưởng Mohamed Sanduka, và cùng đó là tình huống xử lý tốt của thủ môn Đoàn Huy Hoàng. Ngày mai thì Trần Ngọc Sơn và Nguyễn Hiểu Vinh của Phố Hiến sẽ được tăng cường ở vị trí trung vệ cho các cầu thủ U20 Việt Nam. Bên cánh trái thì có sự có mặt của Nguyễn Hải Nam, cũng là một hậu vệ biên sinh năm 2004 của câu lạc bộ Phố Hiến. Ở vị trí tiền vệ trung tâm thì U20 Việt Nam sẽ có sự tăng cường của Nguyễn Đức Phú, cầu thủ sinh năm 2003 cũng đến từ Phố Hiến. Ở vị trí tiền vệ tấn công thì cũng có một cái tên sẽ được tăng cường, đó là Xuân Bắc, tiền vệ sinh năm 2003 của câu lạc bộ Phố Hiến. Trên hàng tấn công sẽ là sự tăng cường của Nguyễn Thanh Nhàn, cầu thủ lúc này đã có được 5 bàn thắng tại giải hạng nhất quốc gia cho câu bộ Phố Hiến. Hôm qua thì Thanh Nhàn cũng đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong cuộc đối đầu giữa Phố Hiến và Bà Rịa Vũng Tàu. Em cũng chính là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Phố Hiến từ một cú xử lý rất hay ở vùng trung lộ. Bùi Vĩ Hào ngày mai cũng sẽ góp mặt với U20 Việt Nam, và ngoài ra nhiều khả năng Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường, những cầu thủ chiều nay vẫn còn thi đấu cho Sông Lam Nghệ An trong một đối đầu với Đông Á Thanh Hóa, cũng sẽ được bổ sung lên đội tuyển U20 Việt Nam. Rồi là tình huống tranh chấp có lỗi của Bảo Long với cầu thủ số 7 bên phía U20 Palestine là Ba Sao Anh Tú Quốc Việt. Vẫn là Anh Tú, rất nhanh nhẹn. Tình huống kéo người của hậu vệ Jamal Abadurin. Tình huống xứng đáng phải nhận thẻ vàng của cầu thủ số 3 bên phía U20 Palestine. Anh Tú đang gây ra rất nhiều khó khăn cho Jamal Abadurin. Nếu như không có tình huống kéo người này thì đó sẽ là cơ hội để anh Tú thoát đi và tạo một tình huống tấn công nguy hiểm bên cánh phải. Bảo Long, Văn Sơn, Hồng Phúc. Bước một không tốt của Phất Văn Khang. Pha xử lý quá hay của số 10 Quayet Ahatap. Đi quá mạnh. Đặc thủ U20 Palestine đang sử dụng những đường truyền vào khoảng trống phía sau lưng của hàng phòng ngự bên phía U20 Việt Nam, nơi mà tiền đạo mũi nhọn Mohamed Sanduka khai thác được tốc độ và sự càn lướt của mình. Anh Tú, đường chuyền đầu của Anh Tú. Đó là tình huống trước thời cơ và dứt điểm rất nhanh của Mohamed Agawaji. Và xử lý hơi chậm của Anh Tú. Các cầu thủ U20 Việt Nam đang tỏ ra thất thế trong những tình huống tranh chấp 1-1 với đối thủ. Bảo Long, Đức Anh, Vũ Văn Sơn,
hai trung vệ trẻ của câu lạc bộ Hà Nội đều có thể hình và kỹ thuật cá nhân khá ổn. Lúc này thì Hà Nội vẫn đang cho thấy được khả năng đào tạo rất tốt các cầu thủ trẻ, đặc biệt là những cầu thủ ở vị trí trung vệ. Đình Bắc, Thái Sơn pha phối hợp quá ngắn và quá nhỏ của cầu thủ U20 Việt Nam, rất dễ để cho đối thủ bẻ gãy. Rồi là lỗi của tiền vệ Mohamed Awawaji, đứng vào bóng nguy hiểm đối với trung vệ Nguyễn Đức Anh bên phía cầu thủ U20 Việt Nam. Pha vào bóng cũng rất khôn ngoan của Đức Anh, vào bóng rất nhanh bằng mũi giày và sau đó thì nhảy tránh tình huống vào bóng của Mohamed. Dồn nghiêng vào. Đức Anh, Quốc Việt, hai, Anh Tú, dứt điểm không vào. Tình huống dứt điểm thứ hai của Quốc Việt trong trận đấu này. Và đó vẫn chưa phải là một pha dứt điểm trúng đích. Tình huống phối hợp hay của Anh Tú và Quốc Việt đã có sự ăn ý, sự hiểu nhau rất tốt giữa hai cầu thủ này. Đường truyền của Anh Tú là vừa tầm và Quốc Việt cũng đã di chuyển thông minh và lựa chọn cho mình một quyết định dứt điểm hợp lý, một cú ép lòng và đưa trái bóng về phía góc xa. Nhưng rất tiếc là cú đá ăn quá nhiều vào gót và đi xoáy trượt ra ngoài cột dọc bên phía khung thành của U20 Palestine. Quốc Việt là một cầu thủ có kỹ năng dứt điểm cầu môn rất tốt, vua phá lưới của rất nhiều những giải đấu trẻ. Nhưng ngày hôm nay thì có vẻ như Quốc Việt chưa có được sự nhạy cảm cũng như là khả năng sân bằng cách tốt nhất. Tiếp tục là Anh Tú, vẫn là Anh Tú, rất kỹ thuật. Và đột phá của Anh Tú chỉ có thể mang lại những tiếng ồ thôi, chứ không mang đến một tình huống dứt điểm cho cầu thủ U20 Việt Nam. Tú cần phải có những quyết định nhanh hơn nữa, chính xác hơn nữa trong những tình huống đột phá cá nhân của mình. Nỗ lực đột phá để chuyển bóng để kiến tạo cho cầu thủ trước khi ghi bàn. Tình huống đột phá vừa rồi của Anh Tú chỉ là nỗ lực cá nhân đơn lẻ của Anh Tú mà thôi. Quả bóng rất mạnh mẽ và khôn ngoan của Hạnh Phúc. Trời ơi, dọc bên trên kia. Hoàng Sơn. Bàn luyện U20 Việt Nam rất nghiêm khắc, cũng đòi hỏi cầu thủ phải đưa bóng lên phía trước. Đình Bắc. Bảo Long. Chúng ta sẽ thay. Không chế bóng bước một không tốt của Khuất Văn Khang. Bắt bóng hai tốt của Thái Sơn. Từ từ. Khuất Văn Khang. U20 Palestine đang cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống phòng ngự và phản công. Điều là pha bóng mà Đoàn Huy Hoàng cũng đã mạnh dạn rời xa khung thành để hỗ trợ khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự của Việt Nam. Thái Sơn, Anh Tú, chuyển theo bài của Anh Tú. U20 Việt Nam đang hơi khó chuyển bóng từ một phần ba. Thời gian bù giờ của hiệp đấu đầu tiên sẽ là 1 phút. Chúng ta hãy cùng xem lại những khống chế bước một hỏng rất đáng tiếc của Khuất Văn Khang. Em này thì đội trưởng của U20 Việt Nam chưa có được cảm giác bóng tốt nhất, cũng phải thông cảm cho các cầu thủ trẻ, họ cũng mới trở về từ Nhật Bản vài ngày. Lúc này thì điều kiện thời tiết khí hậu ở Nhật Bản rất mát mẻ, rất dễ chịu. Còn ở phía Bắc của chúng ta thì lại cực kỳ oi bức. Ê, Tú ơi, từ lại Tú ơi. Tú nước trong, Tú ơi, nước trong. Tú nước trong. Quay lên, nhanh. Văn Tú. Đình Bắc. Đá xuống trước mặt đó. Chúng ta có thể nghe thấy những sự chỉ đạo rất rõ đến từ huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Chuyển bóng trước mặt
khai thác một khoảng trống trước mặt. Đây nhà về. Thanh Tú. Lúc này thì trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã đổi còi kết thúc thời gian thi đấu của hiệp đấu đầu tiên. Từ mối tình đầu của chủ nhà của người Việt Nam nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt hơn. Chỉ nhanh nhất các cầu thủ trực tiếp là người Việt đã có được thành công với điểm ra ngoài. Và ngược lại, U20 Palestine cũng cho thấy được đây là đội bóng chất lượng với những tình huống phòng ngự chặt chẽ và phản công nguy hiểm. Cũng đã hai lần cầu thủ như Mohamed Sanduka hay là Qais Ahatab có cơ hội đối mặt với thủ thành Đoàn Huy Hoàng, nhưng sự xuất sắc của thủ môn bên phía U20 Việt Nam đã giúp cho U20 Việt Nam không thua trong thời gian thi đấu của đấu đầu tiên. Các thầy mến, chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi trở lại với hiệp 2 của trận đấu này và hy vọng rằng bàn thắng sẽ đến trong quãng thời gian thi đấu của hiệp 2. Tròn 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 ủ rũ mệt nhoài miệng thì ngáp 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 mắt nhắm mắt mờ không muốn làm không muốn làm lờ đờ uể oải sau giờ trưa hãy uống tăng lực Việt cà phê Wake Up 247 hương vị đậm mạnh từ tăng lực giàu năng lượng và caffeine tỉnh táo đập tan ngay cảm giác lờ đờ uể oải sau giờ trưa. U20 Việt Nam, U20 Palestine, bài test chất lượng cho vòng loại U20 châu Á. Để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam đang có những sự chuẩn bị chu đáo nhất. Sau cứ duyệt tại giải U19 quốc tế, U20 Việt Nam đã có thời gian nâng cao trình độ với chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Tinh thần và lực lượng trong tay huấn luyện viên Đinh Thế Nam đều ở mức tốt nhất. Đối đầu U20 Palestine, U20 Việt Nam sẽ hoàn thiện nốt những mảng miếng chiến thuật của mình. Đón xem U20 Việt Nam, U20 Palestine, 19 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2022 tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Đây là một cơ hội dành cho cao thủ Nutifoot. Đối mặt tình huống dứt điểm rất kỹ thuật, pha xử lý rất bất ngờ của một cầu thủ chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Đó là pha dứt điểm của Quốc Việt, cú đúp dành cho cầu thủ áo số 9 của cao thủ học viện Nutifoot.
tình huống lốp bóng có thể nói là rất đẳng cấp. Cầu thủ đội bóng áo trắng, cầu thủ đội bóng áo vàng nó đang thi đấu rất tự tin ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tổ chức cầm bóng tấn công cách rất mạch lạc và bài bản. Còn vào tình huống dứt điểm quá đẳng cấp. Đó là pha dứt điểm của số 10 Quang Hiển. Tình huống dứt điểm gây rất bất ngờ cho các khán giả cũng như cầu thủ ban huấn luyện đang có mặt trên sân. Chỉ mới chưa đầy một nửa thời gian của hiệp một trôi qua và đã có 4 bàn thắng được ghi cho cao thủ U17 Học viện Nutifood. Một thứ bóng đá có thể nói là rất cuốn của đội bóng áo vàng. Cú dứt điểm ở một khoảng cách chừng gần 25m đã đưa bóng đi hiểm hóc để hạ gục được thủ môn Văn Hảo. Nhưng mà phía cao thủ đội bóng vàng dứt điểm xử lý quá kỹ thuật. Đó tình huống dứt điểm đẳng cấp của đội trưởng Trung Hiếu. Và như vậy là cầu thủ mang số 6 của U17 Học viện Nutifood là người đã có hat-trick đầu tiên trong giải đấu vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia Next Media năm 2020. Đó là một tình huống dứt điểm có thể nói là rất đẳng cấp. Lắc phải mềm mại trước khi đưa ra một pha cứa lỏng đưa bóng đi rất hiểm hóc và bóng cao không thành. Và tỷ số nâng lên 7-0 ở phút thứ 80. Thấp hơn so với cao thủ U17 Nutifood về hiệu số. Ngọc Dũng, cao thủ đội bóng vàng vẫn chưa dừng lại. Và thêm một bàn thắng nữa dành cho cao thủ U17 Sao Lam Nghệ An. Trước đó là một tình huống tạt bóng rất dẻo của hậu vệ cánh Ngọc Dung. Người ghi bàn có vẻ như đó là số 19 Hồ Văn Cường. Một trận đấu rất năng nổ của tiền vệ bên phía cao thủ U17 Sao Lam Nghệ An. Và cuối cùng thì Văn Cường đã có cho mình một bàn thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tình huống bật cao đánh đầu đưa bóng đi đập đất rất hiểm hóc. Anh Quân, đây là Xuân Bắc. Và bấm bóng kỹ thuật. Rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho U17 PVF. Một pha đỡ bóng bước một quá hay của Ngọc Tài. Và sau đó là tình huống cố gắng nỗ lực tung ra cú sút bằng chân trái. Bóng đi hơi là vào một chút nhưng cuối cùng thì bóng đã nằm gọn trong lưới của Đồng Tháp. 1-0 cho PVF, đội bóng chơi hay hơn, tấn công nhiều hơn và có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Cuối cùng cũng đã bàn thắng vượt lên. Chúng ta có thể nghe thấy những âm thanh cực kỳ sôi động trên khán đài. Đồng Tháp đang dần bị đẩy vào thế chân tường. Trong vòng cấm cũng đã có sự xuất hiện của những cầu thủ có thể khá nổi bật bên phía Đồng Tháp. Đưa bóng vào. Cú! Một tình huống dứt điểm rất nhanh đó là của số 20 Khánh Dư. Và cầu thủ Đồng Tháp đã bất ngờ bàn thắng mở tỷ số. Pha lên bóng của Hoàng Anh Gia Lai. Quả tạt cho Minh Quảng. Bóng vẫn đang trong chân của số 9. Đánh đâu? Tỷ số là 2-0. Chỉ ít phút sau khi bị U17 Đồng Tháp dẫn trước thì U17 Hoàng Anh Gia Lai đã có bàn thắng quân bình tỷ số. Lần này người hùng của Hoàng Anh Gia Lai là đội trưởng Hữu Đăng. Một pha đánh đầu mẫu mực. Một pha đánh đầu thể hiện được kỹ thuật, thể hiện được cảm quan và khả năng không chiến cực tốt của Hữu Đăng. Thực sự là một trận đấu cảm xúc. Một cơ hội đưa bóng vào. Tình huống căng thẳng lắm. Và dứt điểm rất hay và đã thắng mở tỷ số này cho cầu thủ Sài Gòn. Điều kiện trời mưa sân chơi bóng ướt và phòng ngự của Sao Lan đã gặp khó khăn trong việc phá bóng. Và rất nhanh chóng bị Văn Bình
cầu thủ số 17 của đội bóng áo xanh đã có một pha ra chân đủ hiểm hóc để hạ gục được thủ môn Cảnh Điệp, mở tỷ số cho các cầu thủ câu lạc bộ U17 Sài Gòn. Gặp hơn với việc trả bóng qua tuyến 2 hoặc đó là một pha treo bóng vào trong vòng cấm. Đứng trước bóng đang là Gia Huy. Nguy hiểm. Đã có một bàn thắng dành cho cao thủ U17 Nutifood. Một tình huống đá phạt rất bài bản của đội bóng áo vàng. Người có pha treo bóng vào trong có vẻ như đó là số 27 Nhật Minh. Và người ghi bàn dành cho đội bóng áo vàng đó là số 6 đội trưởng Dương Quang Trung Hiếu. Bàn thắng đến rất sớm với cao thủ U17 Nutifood ở trong trận đấu ngày hôm nay. Ngay trong những phút đầu tiên thì cao thủ đoàn quân của huấn luyện viên Wachen đã có những động thái gây sức ép lên phần sân của đối phương. Và ngay lập tức khi đến mới cơ hội thứ hai thôi thì họ đã có một bàn thắng để mở tỷ số cho trận đấu ngày hôm nay. Tìm cơ hội dứt điểm. Quang Hiền phải xử lý rất gọn gàng và đẳng cấp. Lắc bóng rất mềm mại và qua người trước khi đưa ra cú dứt điểm ở chân trái chéo góc, hạ gục thủ thành Văn Hiền. Trước đó thì Quang Hiền đã có một tình huống dứt điểm từ xa bằng chân phải, còn bây giờ thì cú ra chân rất gọn gàng bằng chân trái đã giúp cho cầu thủ số 10 của Học viện Nutifood có cho mình một cú đúp ở trong trận đấu ngày hôm nay, và tỷ số đã được nâng lên 5-0 dành cho thầy số huấn luyện viên Wachen. Đừng chuyển đây, làm gì đây, tỷ số là 1-0. Người gỡ hòa cho U17 Thanh Hóa là Lại Văn Tú. Một tình huống lên tham gia tấn công của Văn Tú, và anh đã ghi một bàn thắng thực sự là quý như vàng đối với U17 Thanh Hóa. Tỷ số là 1-0 và vẫn còn thời gian để những nhà đương kim vô địch tìm kiếm.
bạn khán giả của VTVK thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân Đồng Việt Trì tỉnh Phú Thọ để chứng kiến hiệp 2 cuộc đối đầu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine, trận đấu giao hữu quốc tế để chuẩn bị cho vòng chung kết. Xin lỗi, vòng loại U20 châu Á sẽ được tổ chức vào thời gian sắp tới. Trong hiệp đấu tiên, U20 Việt Nam nhỉnh hơn đối thủ ở khả năng kiểm soát bóng và cũng là đội bóng tạo ra nhiều cơ hội hơn về phía khung thành của thủ môn Arafat Jaras với những tình huống dứt điểm chệch cột của Quốc Việt, một pha dứt điểm rất nhanh của Anh Tú và một tình huống ra chân ở cự ly gần của Đình Bắc. Nhưng những tình huống dứt điểm của Anh Tú và Đình Bắc chưa đủ khó để có thể khuất phục được thủ thành Arafat Jaras. Cầu thủ U20 Việt Nam vẫn thiếu đi một chút may mắn, một chút sắc sảo, một chút chính xác trong những tình huống dứt điểm cuối cùng để có được bàn thắng mở tỷ số. Trong khi đó thì đối thủ của U20 Palestine chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh, và từ những tình huống phản công thì họ cũng đã có hai pha bóng đối mặt với khung thành của thủ môn Đoàn Huy Hoàng. Một thì là số 10 Quaid Ahatab dứt điểm ra ngoài, và một tình huống khác thì đội trưởng Mohamed Sadouqa đã không thể chiến thắng được Đoàn Huy Hoàng trong tình huống 1-1. Như vậy là ở hiệp 2 thì thủ môn mà áo số 16 Karim Cheikh Kassem bên phía U20 Palestine đã được đưa vào sân. Đây cũng là một thủ môn được đánh giá rất cao trong đội hình U20 của Palestine. Thủ môn đang được đào tạo và huấn luyện tại câu lạc bộ Metz ở Pháp. Ngoài ra thì trung vệ mà áo số 4 Amro Riquet cũng đã được đưa vào sân. Hiệp 2 đã quay trở lại, và trong hiệp đấu này thì U20 Việt Nam trong trang phục màu đỏ sẽ ở phần sân bên phía tay phải màn nhỏ của quý vị và các bạn. Anh Tú, Hồng Phúc. U20 Việt Nam vẫn chưa có sự thay người nào. Mohamed Sadouqa. Tình huống xử lý hết sức tự tin của hậu vệ bên phải Jarang Saha. Như vậy là cầu thủ mang số 4 Amro Zirek đã vào sân để thay cho Jose Alusbaini. Lúc này thì Amro sẽ đá cặp cùng với Khalid Enhawaz, trung vệ mà số 20. Yazan Saka. Người cắt bóng là Đức Anh. Bảo Long. Xử lý hơi vội của Bảo Long. Ngày hôm nay thì trên băng ghế dự bị của cầu thủ U20 Việt Nam có Hà Châu Phi, cầu thủ đến từ Thanh Hóa. Có tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ, người cũng đã góp mặt ở giải đấu U19 quốc tế được tổ chức tại Bình Dương. Có Lê Văn Quang Duyệt đến từ Quảng Nam, Trần Đàm Phúc Thịnh đến từ Cần Thơ. Có Thái Văn Thảo, Cao Văn Bình, Nguyễn Thành An, Nguyễn Đăng Dương. Lỗi thuộc về các cầu thủ đội chủ nhà. Người đã phạm lỗi trong tình huống tranh chấp vừa rồi là hậu vệ phải Hồng Phúc. Hồng Phúc đã phạm lỗi với Mohamed Sadouqa. Tiền đạo đang chơi năng nổ và hiệu quả nhất trong tấn công của cầu thủ U20 Palestine. Trong những phút đầu tiên thì số 10 Quaid Ahatab chơi rất nổi bật bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội bóng áo trắng. Nhưng sau đó thì cầu thủ này tỏ ra sung sức và đã không thể hiện được sự nguy hiểm giống như trong những phút thi đấu đầu tiên. Trong hiệp đấu đầu tiên thì
U20 Việt Nam có tới 4 cơ hội nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng. Trong khi đó bên phía các cầu thủ U20 Palestine là 2. Tình huống bỏ bóng khôn ngoan của Bảo Long. Trong đội hình U20 Việt Nam chuẩn bị tham gia vòng loại U20 châu Á được tổ chức tại Indo, thì ở vị trí thủ môn, Đoàn Huy Hoàng, Cao Văn Bình và Hồ Tùng Hân sẽ là những sự cạnh tranh. Nhưng có lẽ vị trí số 1 sẽ thuộc về Đoàn Huy Hoàng, đặc biệt là sau những gì thủ môn trẻ của Viettel đã thể hiện trong quãng thời gian gần đây. Danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu U19 quốc tế tổ chức tại Bình Dương và mà chỉ giữ ấn tượng trong 45 phút của đối đầu với U20 Palestine. Zaras, Taha, người chuyền bóng là Mohamed Anh Tú. Anh Tú cũng là một trong những cầu thủ đã thi đấu rất hay trong vòng 45 phút đầu tiên của hiệp đấu này, cũng đã tạo ra rất nhiều những tình huống tấn công sóng gió bên phía cánh phải theo hướng tấn công của U20 Việt Nam. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi của Quais Atahat với Anh Tú. Thái Sơn, Đức Quốc Việt, vẫn là Quốc Việt, không được, vẫn còn. Tình huống tiếp ứng của Lê Văn Tú, vẫn là Văn Tú. Đá cuối cùng của Hồng Phúc thì đưa trái bóng đi quá thiếu chính xác. Tình huống dứt điểm thứ 3 của Quốc Việt. Lần này thì Quốc Việt đã dứt điểm trúng đích, nhưng rất tiếc là tình huống dứt điểm của chân sút số 1 bên phía U20 Việt Nam chưa đủ khó để có thể chiến thắng được thủ thành Karim Kassem. Tình huống cứu thua bằng chân của Karim Kassem phản ứng rất nhanh và chính xác. Cú đá của Quốc Việt cũng vẫn còn hơi gần so với vị trí mà Kassem đã chọn. Lẽ ra nó phải là một cú đá hướng về phía góc xa thì xác suất ghi bàn sẽ cao hơn. Cắt bóng của Vũ Văn Sơn. Đội hình đang thi đấu trên sân của U20 Việt Nam được coi là đội hình mạnh nhất của họ trong toàn bộ quãng thời gian chuẩn bị và thi đấu trong những quãng thời gian gần đây, đặc biệt là khi họ tham gia giải đấu U19 quốc tế tại Bình Dương và được tập huấn 2 tuần tại Nhật Bản. Nhưng rất có thể đội hình thi đấu tại vòng loại U20 châu Á sắp tới sẽ có sự thay đổi rất nhiều khi mà họ có được tới 7 sự bổ sung đến từ câu bộ Phố Hiến, cùng với đó là những gương mặt đến từ câu bộ Sông Lam Nghệ An và BKMX Bình Dương như Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Bùi Vĩ Hảo. Rất tiếc là đến thời điểm hiện tại thì U20 Việt Nam chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi Phi Hoàng và Đình Duy của FC Đà Nẵng. Nguy hiểm. Rất tiếc là Đình Bắc đã không thể chớp được thời cơ sau tình huống phối hợp trượt trọc của cầu thủ U20 Palestine. Ngày hôm qua thì huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cũng đã gọi điện thoại cho huấn luyện viên Đinh Thế Nam và chính thức nói lời xin lỗi. Ở thời điểm hiện tại, SHB Đà Nẵng vẫn rất cần có sự góp mặt của Phi Hoàng và Đình Duy, những trụ cột không thể thiếu trong đội hình chính của SHB Đà Nẵng ở mùa giải này. Nhưng dù sao thì những cầu thủ tài năng đến từ câu bộ Phố Hiến, những người đã thi đấu rất nhiều ở giải đấu hạng nhất mùa giải năm nay, cùng với đó là những cầu thủ đang thi đấu ở V-League như Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Bùi Vĩ Hảo cũng sẽ mang lại sức mạnh đáng kể và rất có thể nó cũng sẽ mang lại bộ mặt khác cho U20 Việt Nam. Ở vị trí trung vệ thì những cầu thủ đá chính của ngày hôm nay như Đức Anh, Văn Sơn sẽ phải cạnh tranh
với Trần Ngọc Sơn và Nguyễn Hiểu Minh, những người đã có hơn 10 trận thi đấu tại giải hạng nhất năm nay. Quốc Việt, Anh Tú, Văn Tú, Hồng Phúc ở vị trí hậu ở bên phải thì Nguyễn Hồng Phúc sẽ phải cạnh tranh với Hà Châu Phi và đặc biệt là phải cạnh tranh với Hồ Văn Cường, cầu thủ sinh năm 2003 của Sông Lam Nghệ An, người đã có những trận đấu chính thức tại V-League mùa này và thậm chí là có những tình huống kiến tạo thành bàn. Một cầu thủ rất nhanh nhẹn và chơi tự tin bên phía hành lang cánh phải. Cánh trái thì Bảo Long sẽ có sự cạnh tranh lớn đến từ Hải Nam, cũng là một hậu vệ biên đã ra sân nhiều trận đấu trong màu áo Phú Hiến mùa giải năm nay. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, tiền vệ mỏ neo thì Thái Sơn sẽ phải cạnh tranh với Đức Phú, một cầu thủ nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và thi đấu cực kỳ máu lửa trong màu áo câu lạc bộ Phú Hiến mùa giải này. Đức Phú được mệnh danh là Kante của Phú Hiến. Pha tranh chấp yếu đuối của Bảo Long, ngay sau đó thì Vũ Văn Sơn đã sửa sai cho người đồng đội của mình. Khả năng tranh chấp 1-1 đang là điểm yếu nhất của Bảo Long cho đến lúc này. Hồng Phúc hơi chậm. Ở vị trí tiền vệ tấn công thì Khuất Văn Khang hay là Lê Văn Nguyễn Văn Tú. Nguy hiểm. Atahas. Vẫn là Atahas. Căng ngang. Không được. Những tình huống xử lý của Atahas vẫn còn khá non và chưa có được sự chính xác, đặc biệt trong những tình huống xử lý cuối cùng. Trong pha bóng vừa rồi lẽ ra Atahas phải thực hiện đường truyền căng sệt thì anh lại truyền bóng quá mạnh và nó vượt qua tầm kiểm soát của Ba Sam. Zaran Mohamed, vẫn là Zaran Zarek, nỗ lực tạt bóng nguy hiểm, cắt ngang trước khung thành của U20 Việt Nam mà không có tiền đạo áo trắng nào xâm nhập. Vũ Văn Sơn, Đoàn Huy Hoàng, tình huống xử lý rất tự tin của Đoàn Huy Hoàng. Bảo Long, Đình Bắc, các cầu thủ U20 Việt Nam đã thoát pressing tốt nhưng vẫn còn rất đông các cầu thủ phòng ngự của U20 pressing ở phần sân nhà. Anh Tú, vẫn là Anh Tú, dứt điểm. Dứt điểm bằng chân phải của Anh Tú. Đây là tình huống dứt điểm thứ hai của Anh Tú bằng chân phải trong trận đấu này và nó đều đi thiếu chính xác. Đường truyền là của Văn Tú. Anh Tú đã cố gắng tạo ra một góc sút cho riêng mình nhưng rất tiếc là tình huống dứt điểm bằng chân phải của anh Tú lại đi không trúng đích. Đó là tình huống dứt điểm thứ 10 của U20 Việt Nam trong trận đấu này nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Đáng tiếc nhất là những tình huống dứt điểm của anh Tú và Đình Bắc trong hiệp đấu đầu tiên, cùng với đó là hai pha dứt điểm không trúng đích của vua phá lưới Quốc Việt. Tìm cắt bóng của Thái Sơn. Thái Sơn thi đấu rất ổn trong vai trò tiền vệ trụ và đặc biệt là khả năng cảm nhận không gian và thu hồi bóng. Khuất Văn Khang, đây là một trận đấu mà Khuất Văn Khang cũng chưa có được cảm giác bóng cũng như phong độ đỉnh cao sau quãng thời gian anh tập huấn ở Nhật Bản.
Nỗ lực của Mohamed thì cũng được phá quá hàm bóng của tiền đạo đội trưởng Mohamed Sadoukas. Staha và can thiệp chính xác của Vũ Văn Sơn. Tình xử lý hay của Văn Tú và Anh Tú nữa. Đức Anh, Phước Văn Khang, Đình Bắc, Bảo Long trồng biên, vẫn là Đình Bắc, Văn Tú, Quốc Việt, dứt điểm, không vào. Tình huống dứt điểm thứ tư của Quốc Việt trong trận đấu này và rất tiếc là nó vẫn chưa phải là một pha dứt điểm thành bàn. Tình huống không chế bóng xoay người và đưa ra pha dứt điểm rất tự tin của chân sút số 9 bên phía đội tuyển U20 Việt Nam. Không chế bóng xoay người và dứt điểm rất tự tin, có cảm giác như bóng đã chạm nhẹ mép ngoài cột dọc khung thành U20 Palestine. Quốc Việt chỉ cách bàn thắng của mình vài cm nữa thôi. Nếu như cú đá vừa rồi bóng đi vào trong khoảng một găng tay thôi là bóng sẽ đập vào mép trong cột dọc và đi vào lưới. Quốc Việt là ông vua của các giải trẻ, là vua pha lưới của các giải trẻ, vua pha lưới của U19 quốc gia trong 2 năm liền 2019-2020. Năm 2021 thì cũng vua pha lưới U19 với 8 pha lập công. Điểm chính xác của Vũ Văn Sơn, cầu thủ của U20 Palestine đang tỏ ra rất đau, lăn lộn trên sân, nhưng đội bóng áo trắng thì vẫn chưa đá bóng ra ngoài đường biên. Tiền đạo đội trưởng Mohamed Sandukas của U20 Palestine bị đau sau tình huống sạc bóng kỹ thuật của Vũ Văn Sơn. Và xoạc bóng không hề có lỗi. Mohamed Sandukas đang là cầu thủ thi đấu năng nổ và tích cực nhất cũng như là hiệu quả nhất trên tấn công của U20 Palestine, người đang tạo ra vô vàn khó khăn cho bộ đôi trung vệ Vũ Văn Sơn và Đức Anh. Đây là những cầu thủ dự bị mà những cầu thủ đã bị thay ra trong đội hình U20 Palestine. Theo kết quả bốc thăm của vòng loại U20 châu Á thì U19 Việt Nam nằm ở bảng F cùng với U19 Indonesia là đội chủ nhà, U19 Hồng Kông và U19 Timor Leste. Theo điều lệ thì 10 đội đứng đầu bảng cùng với 5 đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết diễn ra tại Uzbekistan vào đầu năm 2022. Tuyển U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Hồng Kông vào ngày 14 tháng 9. 11 ngày nữa. Trận đấu thứ hai, U20 Việt Nam sẽ gặp Timor Leste. Trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 16 tháng 9. Và trận đấu cuối cùng, trận đấu quyết định của bảng F, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Indo. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9.
vào lúc 20 giờ. Lên mình chủ động, mình nhìn mình vào trong mình chơi, với bên trong mình cũng chơi. U19 Indonesia sắp tới sẽ là U20 Indonesia vừa hòa Việt Nam 0-0 giải U19 Đông Nam Á vừa qua. Và đội bóng xứ vạn đảo rất muốn đánh bại thầy trò huấn luyện viên Thái Lan để trả món nợ việc bị U19 Việt Nam và U19 Thái Lan loại khỏi vòng bảng. Liên tục là những sự thay đổi người bên phía đội tuyển U20 Việt Nam. Hà Châu Phi được đưa vào sân để thay cho Hồng Phúc. Đinh Thành Đạt được đưa vào sân để thay cho Bảo Long. Phước Văn Khang. Cầu thủ mà số 2 Hà Châu Phi được đưa vào sân để thay cho Hồng Phúc là một cầu thủ trẻ của câu bộ Thanh Hóa. Nhưng ở mùa giải vừa rồi thì Hà Châu Phi được câu bộ trẻ Quảng Nam mượn và anh là đồng đội của Đình Bắc để thi đấu ở giải hạng nhì quốc gia. Đinh Thành Đạt đối mặt với số 7 Pa Giang. Phản công cho U20 Việt Nam. Anh Tú. Hà Châu Phi. Hà Châu Phi cùng với Nguyễn Thái Sơn là những thành viên của đội U17 Thanh Hóa đã từng lên ngôi vô địch quốc gia mùa giải 2019 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Xuân Hợp. Lúc này thì huấn luyện viên Mai Xuân Hợp cũng đang là trợ lý của huấn luyện viên Đinh Thế Nam ở đội U20 Việt Nam. Trong thành phần ban luyện của U20 Việt Nam có sự có mặt của huấn luyện trưởng Đinh Thế Nam, các trợ lý là huấn luyện viên Nguyễn Sĩ Hải đến từ câu bộ Hà Nội, huấn luyện viên thủ môn Trần Xuân Lý, cựu thủ môn của Thể Công và cũng là huấn luyện viên thủ môn cũ của câu bộ Viettel. Các trợ lý còn lại gồm có Mai Xuân Hợp, huấn luyện trưởng của U17 Thanh Hóa, có Lê Cao Cường, chuyên viên thể lực, có cả Tống Văn Hiếu. Bên phía đội khách cũng có những sự thay đổi người. Số 10 Quais Ahatat rời sân và vào sân là cầu thủ mang áo số 18 Adahamis Abukita. Cầu thủ khác cũng được đưa vào sân, đó là cầu thủ mang áo số 23 Hasanain. Châu Phi, Văn Tú, vẫn là Hà Châu Phi. Một xử lý không thành công của hậu vệ biên mà số 2 bên phía U20 Việt Nam. Đạt lên, chú ý cái tư thế người ấy, đạt lên, tư thế người trong phòng ngự ấy. Đây là những cổ động viên nhiệt tình của các cầu thủ trẻ, những người đã lặn lội đến sân để cổ vũ cho các tuyển thủ U20 Việt Nam của chúng ta. Tỷ lệ kiểm soát bóng lúc này của Việt Nam không còn tốt như quãng thời gian thi đấu của hiệp 1. Ở trong hiệp 1 thì trung bình thời lượng kiểm soát bóng của các cầu thủ U20 Việt Nam là khoảng 60%. Và vừa rồi thì con số đó đã tụt xuống còn 55%.
thấy lúc này thì chân sút số 1 của U20 Việt Nam là Nguyễn Quốc Việt đã có 4 tình huống dứt điểm, 3 tình huống dứt điểm không trúng đích và một tình huống dứt điểm ở tình thế đối mặt thì đi trúng vào người của thủ môn Kassem. Chuyền không đến được vị trí của Đinh Thành Đạt. Phạm lỗi của Đức Anh. Đức Anh vào bóng khá thô từ phía sau với cầu thủ mới vào sân Hassan Ayin. Không hiểu sao Hassan Ayin đang tỏ ra rất đau đớn và lăn lộn trên sân. Thẻ vàng đã được rút ra dành cho Nguyễn Đức Anh, trung vệ sinh năm 2003 đến từ lò đào tạo trẻ Hà Nội. Tình huống va chạm từ phía sau rất mạnh của Đức Anh đã có những tác động vào lưng của Hassan Nain. Sanain đã hoàn toàn có thể thi đấu tiếp. Tiếp tục lại là những sự thay đổi người và lần này thì nó hướng đến những vị trí tràn tấn công. Ngọc Vĩ được đưa vào sân để thay cho Bình Bắc. Đấy là tiền đạo sinh năm 2004 của đội tuyển Thanh Hóa. Ngọc Mỹ vào thay cho Bình Bắc và Đăng Dương vào sân để thay cho Nguyễn Thanh Tú. Cầu thủ của mình không chơi bóng và hướng lên phía trước. Vừa rồi là một tình huống xử lý quay về của hậu vệ biên trái Đinh Thành Đạt, cầu thủ đến từ U19 của Hoàng Gia Lai. Vũ Văn Sơn khá tốt. Văn Tố, Ngọc Mỹ, phòng ngự rất tốt của hậu vệ bên phải Yaran Sarja, một trong những cầu thủ thi đấu hay trong đội hình của U20 Palestine trong trận đấu ngày hôm nay. Đinh Thành Đạt, Phất Văn Khang sẽ có quả phạt góc dành cho cầu thủ U20 Việt Nam. Cho dù ngày hôm nay kiểm soát bóng và tấn công khá nhiều nhưng cầu thủ của đội chủ nhà không thường xuyên tạo ra những tình huống đá phạt góc nguy hiểm. Đinh Thành Đạt, Quốc Việt, dứt điểm không thành công của Quốc Việt, bóng trúng vào người của hậu vệ bên phải Jaran Sakja. Tình huống phối hợp nhanh khá tốt của U20 Việt Nam. Lúc này thì U20 Palestine đã có sự đề phòng. Quốc Việt nguy hiểm, người đã băng vào và tiếp bóng không thành công là Vũ Văn Sơn. Rất tiếc cho cơ hội vừa rồi của cao thủ U20 Việt Nam. Cú đá của Quốc Việt có điểm rơi và có lực đi rất tốt. Vũ Văn Sơn cũng đã băng vào rất nhanh. Rất tiếc là Văn Sơn đã có một tình huống tiếp bóng không thực sự thành công. Khá bất ngờ khi mà thủ môn của U23 Palestine Karim Kassem không va chạm với ai. Lúc này thì đang bị đau và trận đấu đang phải tạm dừng để các nhân viên y tế vào chăm sóc chấn thương cho thủ môn này. Đây là tình huống bật nhảy rất cao của Vũ Văn Sơn,
Tiếc rằng trung vệ đến từ câu bộ Hà Nội đã không thể có được một pha bóng tiếp bóng thành công. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa pha bóng này. Người đã cùng bật lên với Văn Sơn là tiền đạo trẻ Đăng Dương. Karim Ancek Kasem đang có dấu hiệu chấn thương ở vị trí đầu gối trái. Pha xử lý thiếu an toàn của Hà Châu Phi. Rất may là trợ lý trọng tài đã xác định bóng đi hết đường biên dọc. Tình huống lẻn đi rất nhanh của Basem. Thứ 75 của trận đấu rồi và tỷ số vẫn đang là 0-0. Hiệp 2, U20 Việt Nam cũng đã có được một vài tình huống dứt điểm nhưng vẫn chưa có được bàn thắng. Và sự chấp rất mạnh của số 18, cầu thủ mới vào sân Abubita. Basem, Koistaha, Basam, lấy bóng hay của Quốc Việt Khang. Quốc Việt tăng tốc. Quốc Việt, vẫn là Quốc Việt. Không được. Quốc Việt đã đuối ở những bước chạy cuối cùng. Đúng là một ngày mà các cầu thủ U20 Việt Nam không ở một thể trạng tốt nhất. Quốc Việt và Quốc Việt Khang đã tìm thấy nhau trong tình huống phối hợp vừa rồi. Quốc Việt Khang đã thả một đường truyền rất nhạy cảm và khoảng trống để Quốc Việt tăng tốc. Nhịp kéo bóng đầu tiên của Quốc Việt là rất tốt, nhưng ở nhịp tăng tốc thứ hai, thứ ba thì tiền đạo Mao số 9 của U20 Việt Nam đã đuối đà và anh đã mất thăng bằng, ngã một cách đáng tiếc. Bây giờ là áp lực rất lớn đến từ cầu thủ mới vào sân Hassan Saminan. Văn Sơn. Đây là một trận đấu mà chắc chắn huấn luyện viên Đinh Thế Nam đặt mục tiêu cho cầu thủ U20 Việt Nam phải quyết tâm giành chiến thắng trên sân nhà. Chiến thắng để khẳng định những sự tiến bộ của U20 Việt Nam trong quãng thời gian vừa qua. Một chiến thắng để tạo nên một nền tảng tinh thần tốt hướng đến những trận đấu khó khăn sắp tới tại vòng loại U20 châu Á. Những trận đấu thuộc vòng loại U20 châu Á bảng F sẽ được tổ chức trên sân động Gera Bung Tono, một sân động có tới sức chứa lên tới 40.000 người. Vừa rồi là những nỗ lực đột phá và mang về một quả phạt của Đinh Thành Đạt. Những ngày sắp tới thì sự cạnh tranh ở đội tuyển U20 Việt Nam sẽ trở nên khốc liệt hơn rất nhiều khi có sự góp mặt của hơn 10 cầu thủ được tăng cường từ những đội hạng nhất và những đội chuyên nghiệp. 7 cái tên đến từ Phố Hiến, đó là Hiểu Minh, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Phú, Xuân Bắc, Thanh Nhàn và Lê Quang Hiền. 2 cái tên từ Sông Lam Nghệ An, Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường. Một cái tên rất ấn tượng, Bùi Vĩ Hảo và Đinh Xuân Tiến. Đó đều là những cầu thủ đã từng ra sân và thi sân thi đấu khá nhiều ở V-League. Thứ
chúng ta hãy cùng xem lại cú đá phạt của Quốc Việt. Tưởng chừng như đó là một đường chuyền, cú đá của Quốc Việt đã đi thẳng về phía cầu môn khung thành U20 Palestine. Chúng ta xem cũng đã có sự mất tập trung. Nhưng trái bóng vừa rồi thấp hơn một chút nữa, xoáy hơn một chút nữa, cuộn về phía khung thành của U20 Palestine thì cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Những sự thay đổi về tiếp theo bên phía đội khách, Sanhueza vào thay cho Zaman. Và tiền đạo Ahmed Sadis vào thay cho Iaza Shaka. Rất tiếc cho đội trưởng Mohamed Sanduka, nhưng bóng vẫn còn. Lần này thì các cầu thủ U20 Việt Nam đã kịp giải nguy, nhưng sóng gió vẫn còn. Hà Châu Phi, Văn Tú, Tarek Suleiman, Abu Bita. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của cầu thủ U20 Palestine vẫn đang thi đấu rất ổn định ở khu vực giữa sân. Đó là có Itaha số 6 và Tarek Suleiman số 21. Những phút cuối trận thì U20 Palestine đang vùng lên. Đường cắt bóng là của Vũ Văn Sơn. Ngọc Mỹ, Thái Sơn, Hà Châu Phi, Đăng Dương. Chúng một phá rất quyết tâm của cầu thủ trẻ Đăng Dương. Lỗi thuộc về hậu vệ biên số 12 Safueza. Đó là một tình huống nỗ lực và quyết tâm cao của cầu thủ trẻ Đăng Dương. Số lần phạm lỗi của cầu thủ U20 Palestine là 8, trong khi đó số lần phạm lỗi của cầu thủ U20 Việt Nam là 12. Quais Taha đã bị chuột rút. Lúc này thì Hà Châu Phi đang phải hỗ trợ đối thủ trong việc căng cơ. Mohamed Sanduka, đồng đội của Taha ngay ở bên cạnh, có lẽ là anh chàng này cũng đã hết sức rồi. Sẽ có thêm những sự thay đổi người nữa bên phía U20 Việt Nam theo sự thống nhất của hai ban huấn luyện. Thì trận đấu này mỗi đội sẽ có quyền thay người tới 6 lần. Những chiếc bóng lúc này đang là Đăng Dương và Khất Văn Khang. Có lẽ là Quais Taha sẽ không thể tiếp tục thi đấu nữa. Anh đã bị chuột rút mà chưa có dấu hiệu hồi phục. Hassan Main đang theo rất sát Quốc Việt của chúng ta. U20 Việt Nam sẽ phối hợp tình huống này như thế nào? Chúng ta biết rằng đối thủ vượt trội về mặt chiều cao. Đăng Dương, cú đá sệt bắt bài rất nguy hiểm. Người đã cắt được bóng là Safueza. Tình huống chuyển bóng hơi nhẹ của Đức Anh. Đinh Thành Đạt. Đinh Thành Đạt có một thói quen rất dở, đó là thường xuyên không chơi bóng và quay về. Bên ngoài huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã nhắc rất nhiều.
Dừng lại kéo bên phía. Quay lên. Văn Tú. Thái Sơn. Vẫn là Thái Sơn. Quốc Việt. Thái Sơn. Không được. Thái Sơn không có tốc độ và cũng đã thấm mệt, không đủ sức để băng lên một cách tốc độ trong tình huống chọc khe vừa rồi của Quốc Việt. Nếu như đó là Khuất Văn Khang thì có thể sẽ một lòng tình huống tấn công nguy hiểm hơn dành cho U20 Việt Nam. Một trận đấu khá tròn trịa của Thái Sơn. Kashem. Ba Sam. Đinh Thành Đạt đã phạm lỗi với Ba Sam. Trên bàn ghế dự bị vẫn còn Giản Tân của Hà Nội, Tiêu Trung Hiếu của Viettel, Nhật Minh của Nutifood, Thành An của Viettel, Thái Văn Thảo của An Giang, Phúc Thịnh của Cần Thơ, Lê Văn Quang Diệt của Quảng Nam. Cắt bóng của Đức Anh. Văn Tú, Quốc Văn Khang, Quốc Việt, không Việt vị. Quốc Việt, vẫn là Quốc Việt. Đăng Dương xin bóng, dứt điểm, không vào, không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ trẻ Đăng Dương. Một lần thì thủ thành Kasem đã cứu thua, và lần thứ hai thì rất tiếc cú đá bồi của Đăng Dương lại đưa trái bóng đi chệch khung gỗ. Nỗ lực rất lớn đến từ cầu thủ trẻ Đăng Dương, nhưng rất tiếc là chưa có bàn thắng cho các cầu thủ U20 Việt Nam. Sau khi vào sân thì Đăng Dương đã chơi rất quyết tâm và nỗ lực bên phía hành lang cánh phải. Và đây là tình huống phá bẫy về vị hay của Quốc Việt, và pha xử lý cũng rất hợp lý, nhà bóng vừa tầm cho Đăng Dương. Chúng ta cùng xem lại tình huống nhà bóng vừa tầm của Quốc Việt và hai cú đá liên tiếp của Đăng Dương. Cú đá này của Đăng Dương cũng đi sát sạt cột dọc, rất giống với cú đá trước đó của Quốc Việt. Đăng Dương chính là cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Đinh Thế Nam đưa vào sân ở những phút cuối trận cuộc đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Malaysia tại giải U19 quốc tế tổ chức tại Bình Dương. Trận đấu đó Đăng Dương đã vào sân và thi đấu không tốt, có những cơ hội nhưng không thể ghi bàn, và cùng với đó là để mất bóng nguy hiểm dẫn đến những tình huống phản công và mang lại bàn thắng cân bằng tỷ số cho U19 Malaysia. Nhưng vượt qua cú sốc đó, Đăng Dương đã trở lại một cách mạnh mẽ, và ngày hôm nay cầu thủ trẻ của Viettel cũng đã cho thấy được sự tiến bộ của mình trong quãng thời gian vừa qua. Đây là một cầu thủ rất tiềm năng với chiều cao tốt, sải chân dài và kỹ thuật cũng khá ổn. Thái Sơn rất bình tĩnh ở khu vực trước mặt các trung vệ, nhưng vừa rồi là một pha bóng mà cầu thủ mới vào sân Nguyễn Giản Tân để mất bóng nguy hiểm. Phát động tấn công rất nhanh của Đoàn Huy Hoàng hướng đến vị trí của đội trưởng Khóc Văn Khang. Tiếc là cú phát bóng quá mạnh. Xử lý rất bình tĩnh và hiệu quả của Văn Sơn. Đội bóng điệu nghệ. Ngọc Mỹ. Đá của ông đi trước mặt đây này. Vâng, ném lên phía trước đây. Tân Nhiên Giản Tân. Cả Ngọc Mỹ lẫn Đình Bắc đều không phải là những cầu thủ sở trường chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái. Thế nên cơ hội dành cho Bùi Vĩ Hào của Mekong Bình Dương trong quãng thời gian sắp tới sẽ là rất lớn. Quay lên. Như vậy là cả Thanh An và Giản Tân đều đã được đưa vào sân để thay cho Văn Tú. Nếu xử lý không thành công của Giản Tân, tranh chấp hơi non của Thanh An.
Đinh Thành Đạt. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng, cuộc đối đầu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine. Sau trận đấu này thì ngày mai U20 Việt Nam sẽ di chuyển về trung tâm đào tạo trẻ VFF để tiếp tục tập luyện. Đến ngày 9 tháng 9 thì họ sẽ di chuyển vào Bình Dương để tập luyện và quen thời tiết. U20 Việt Nam sẽ tập huấn ở Bình Dương 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 12. Mohamed vẫn rất khỏe, thiếu đi sự hỗ trợ của các đồng đội Ngọc Mỹ, Đinh Thành Đạt. Hà Châu Phi, Đăng Dương, Thái Sơn, Thành An không kịp. Các Văn Khang cũng đã đuối sức. Các thủ U20 Việt Nam sẽ tập huấn tại Bình Dương từ ngày 9 đến ngày 12. Và sau đó thì ngày 12 họ sẽ bay sang Indo để tham gia vòng loại U20 châu Á. Ba trận đấu của U20 Việt Nam sẽ diễn ra vào các ngày 14, 16 và 18 tháng 9. Thời gian bù giờ của hiệp 2 sẽ là 4 phút. Ba Sam vẫn rất khỏe, hoạt động rất năng động. Khá hay. Đường chuyền hơi mạnh và Mohamed Saduka đã không thể theo kịp được đường chuyền vừa rồi của Abubita. Abubita là cầu thủ mới vào sân. Vũ Văn Sơn, Thành An. Cầu thủ U20 Việt Nam cũng đã thấm mệt. Họ không còn đủ sức để đẩy cao tốc độ trận đấu cũng như là cố gắng tìm kiếm bàn thắng ở những phút cuối cùng này. Có vẻ như các cầu thủ cũng mong muốn một tỷ số hòa. Đường chuyền dài không tốt của nước Anh. Ba Sam. Quả ném biên dành cho các thủ U20 Palestine. Thái Sơn. Đức Anh. Những phút thi đấu cuối cùng, cuộc đối đầu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine. Tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã có rất nhiều cơ hội, rất nhiều những cú sút, nhưng họ chưa thể một lần xuyên phá được mạng lưới của U20 Palestine. Đăng Dương kịp không? Lẽ ra phải là một nỗ lực tạt bóng ngay, nhưng Đăng Dương lại cố gắng không chơi bóng và đương nhiên là không thể thành công. Phát Văn Khang. Phút thi đấu cuối cùng, quả ném biên dành cho cầu thủ U20 Việt Nam. Thêm một lần đội trưởng của U20 Palestine phải nằm sân.
Đinh Thiên Nam cùng với các cộng sự của mình làm một núi công việc. Họ sẽ phải test những nhân tố mới, họ sẽ phải đưa ra quyết định, sự chọn lựa những cầu thủ đã chuẩn bị, đã tập huấn suốt quãng thời gian vừa qua từ Bình Dương cho đến Jigarin Sakai ở Nhật Bản. Và cùng với đó là top hơn 10 cầu thủ vừa thi đấu ở hạng nhất và V-League tập trung với đội để chọn ra những nhân tố xuất sắc nhất. Mọi thứ thực sự không đơn giản. Và cùng với đó là vận hành một lối chơi rõ ràng và hiệu quả hơn. Huyền không vào, bóng vẫn không chịu đi vào lưới khung thành của U20 Palestine sau tình huống uy hiếp vừa rồi của Đăng Dương. Sau khi vào sân thì Đăng Dương đã hoạt động rất năng nổ và quyết tâm. Vừa rồi là tình huống mà bóng đã chạm vào người của Tarek Suleiman. Phạt góc dành cho các cầu thủ U20 Việt Nam, và có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng thực hiện phương án này sẽ là Đinh Thành Đạt. Cái bóng là trung vệ Khalid Enhawa. Thành An chờ bóng quá đơn giản với thủ thành Kasem. Và đúng lúc này thì trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine. Tỷ số cuối cùng là không đều, cho dù chơi nhỉnh hơn đối thủ và tạo ra được rất nhiều những tình huống dứt điểm, những cơ hội, nhưng không một lần các thủ U20 Việt Nam trong thành công trong việc ghi bàn vào lưới của đối thủ. Rất nhiều những cú đá đã bị thủ môn của U20 Palestine cản lại, hoặc những tình huống dứt điểm không đưa trái bóng đi trúng đích. Một trận đấu hòa có thể nói là khá thất vọng đối với U20 Việt Nam. Và chúng ta nhìn thấy biểu cảm của ban luyện U20 Việt Nam cũng cho thấy rằng họ không hài lòng với trận hòa này. U20 Việt Nam cần phải có được một màn trình diễn tốt hơn, ấn tượng hơn. Bởi vì trước mắt chúng ta, vòng loại U20 châu Á đã đến rất gần. Chỉ còn khoảng 11 ngày nữa thôi là trận đấu đầu tiên đã chính thức bắt đầu. Đó sẽ là một quãng thời gian rất ngắn để ban luyện U20 Việt Nam tiếp tục thử nghiệm lắp ghép những nhân tố mới để bổ sung vào đội hình. Và cùng với đó là vận hành đội hình, lối chơi để U20 Việt Nam có được một kết quả tốt hơn đối đầu với U20 Indonesia trên sân khách là một điều không hề đơn giản. Và chúng ta sẽ phải quyết tâm có được một kết quả tốt để hy vọng có mặt ở vòng chung kết châu Á diễn ra vào Uzbekistan vào năm 2022. Các bạn thân mến, chương trình bình luận trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Các bạn nên nhớ rằng những ngày cuối tuần trên các kênh sóng thuộc hệ sinh thái thể thao VTV Cup, chúng tôi luôn tràn ngập không khí bóng đá. Lúc này thì những trận đấu thuộc V-League đã khép lại, nhưng trước mắt chúng ta sẽ có những trận đấu đến từ La Liga, Ligue 1, Serie A và Bundesliga. Và tuần này vẫn có trận đấu của Po FC với sự có mặt của Quang Hải. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình bình luận tiếp theo. هاي شو مي خلصت لي بدي اروح على السيتي